Thực sự là tôi rất là lo lắng, bởi vì đội Thái Sơn Nam có 6-7 anh em bị ốm, mặc dù là rất mệt mỏi, cũng là vừa ốm lại lực lượng thiếu hụt, nhưng mà anh em cũng rất là cố gắng. Chính vì thế thì trận đấu thì chúng tôi có những cái về sau khi chúng tôi có những cái bàn thắng thì trận đấu đã dễ dàng hơn rất là nhiều. Chính vì lẽ đó thì chúng tôi đã giành chiến thắng. Nói chung thì về chiến thắng này thì tôi rất là hài lòng. Cái mục tiêu chủ hạ của chúng tôi ở cái giải đấu năm nay đã bị gần như là không còn. Thì những trận đấu còn lại thì chúng tôi cố gắng phải cho hết mình. Một phần là cống hiến cho khán giả, một phần là cũng là tự tập rèn luyện cho bản thân cho cái mùa giải lần sau.